Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Vào đầu năm nay thì chính phủ Trung Quốc đã chính thức công nhận game thủ chuyên nghiệp là nghề chính thống. Để phân biệt cũng như nhận biết thành tựu cũng như mức độ cống hiến của các game thủ thì chính phủ Trung Quốc đã phân loại game thủ chuyên nghiệp thành năm bậc, năm là thấp nhất, một là cao nhất. Điều kiện để trở thành game thủ chuyên nghiệp bậc 1 là các cá nhân sẽ phải thi đấu ít nhất 4 năm sau khi đạt bậc 2, còn một đường tắt khác đó là giành thứ hạng cao tại sự kiện quốc tế. Xét theo những điều kiện này, thì tại lớp L đang có khoảng 20% số game thủ chuyên nghiệp đạt bậc một. Trong đó, sốt từng đạt Á quân chung kết thế giới 2020 nên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để trở thành game thủ, cao cấp, ngồi chung mâm với các nhà vô địch chung kết thế giới như Invictus Gaming hay Funpuff Phoenix. Hiện tại, Trung Quốc có hơn 5.000 đội tuyển eSports đang hoạt động, gồm khoảng 100.000 game thủ chuyên nghiệp và 50.000 game thủ nghiệp dư. Vậy nên, việc chia bậc này sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về các game thủ chuyên nghiệp với số lượng khổng lồ này. Ngoài ra, vào cuối năm 2020 thì LPL cũng đã thông báo sẽ có cách tính lương mới dựa trên nhiều yếu tố tại giải đấu này trong tương lai. Do đó, khả năng cao là những game thủ chuyên nghiệp bậc 1 sẽ có mức lương nhỉnh hơn đôi chút so với 4 bậc còn lại. Sau cùng, cộng đồng cho rằng việc Trung Quốc công nhận game thủ chuyên nghiệp là nước đi rất tiềm năng. Nó có thể mở ra nhiều viễn cảnh khác cho eSports của đất nước này. Ví dụ như có thêm các giải đấu quốc gia, như ASEAN Game 2018, bên cạnh các giải đấu của Geoff Game.